Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh trường học PowerPoint Trong video này thì mình sẽ dành tặng cho các bạn 6 cái mẫu CV Mà mình đã thiết kế trên kênh trường học PowerPoint Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xem qua các mẫu mà mình đã thiết kế trước à, Đây là một cái mẫu CV, nó đầy đủ các thông tin như là thông tin cá nhân này à, Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email và các kỹ năng cũng như là các sở thích Và kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn thì mình có để các mẫu dành cho cả nam và nữ. Thì các bạn sẽ thấy là những cái mẫu như này thì các bạn chỉ việc là chúng ta chỉnh sửa lại thông tin để chúng ta chèn và xuất để có một cái mẫu CV gửi cho nhà tuyển dụng. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tùy chỉnh những cái mẫu CV để các bạn có thể điền thông tin. Thì các bạn sẽ để ý thấy là trên màn hình toàn bộ các đối tượng được tạo ra ở đây là mình đã thiết kế một cái form mẫu sẵn rồi chúng ta chỉ việc là thay đổi điền các thông tin vào trong các mẫu mà mình đã thiết kế sẵn đối với phần khu vực hình ảnh này thì các bạn chỉ việc là click chọn vào hình ảnh các bạn ấn cho mình cái nút delete trên bàn phím thì các bạn sẽ thấy là trên màn hình nó sẽ hiện ra một cái một cái form trống để các bạn là chèn hình ảnh vào đây thì các bạn chỉ việc là click chọn vào phần picture này chúng ta tìm đến cái hình ảnh Uh, là hình ảnh cá nhân của các bạn các bạn click chọn vào bất kỳ một cái hình ảnh nào đó uh, các bạn sẽ ấn cho mình là insert sau khi hình ảnh được chèn vào trong cái khu vực này rồi thì các bạn sẽ thấy là hình ảnh nó sẽ bị cắt cắt đi và chúng ta bị thiếu mất hình ảnh thì các bạn sẽ vào phần thể format các bạn click chọn cho mình cho phần crop này và các bạn sẽ thấy ở đây sẽ có hai cái khung nó chèn lên nhau một cái khung là nó có cái đường viền màu đen này và một cái khung nó có cái điểm mờ và có cái điểm nút màu trắng này thì các bạn sẽ giữ phím Ctrl cộng Shift, các bạn đưa con trỏ chuột về cái điểm nút tròn này thì chúng ta sẽ phóng to cái hình ảnh ở bên trong ra. Sau đó các bạn sẽ kéo hình ảnh này xuống. Thì các bạn sẽ thấy là cái điểm vòng tròn xung quanh này là cái điểm mà chúng ta sẽ cắt cái hình ảnh này và chúng ta ấn ở bên ngoài. Thì các bạn sẽ được một cái hình ảnh. Tiếp tục là các bạn sẽ tùy biến về phần màu sắc của cái uh, CV này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái cô gái này có một cái bộ trang phục là màu hồng Thì các bạn sẽ đổi màu cho mình các đối tượng ở trong cái CV Các bạn sẽ chọn vào cái đối tượng này Các bạn chọn vào phần thẻ format, click chọn cho mình save fill Các bạn sẽ chọn cho mình là cái bút chấm iRopper này Chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc ở trên cái trang phục của cái cô gái này Đó, Có thể là hình ảnh của các bạn Để chúng ta tạo ra cái sự đồng bộ về về màu sắc ở trên cái bản CV À, tiếp tục là với các đối tượng còn lại thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái màu sắc nó nhạt hơn một chút ở phần uh, chỗ của áo này đó tương tự như vậy thì các bạn sẽ đổi cho mình cái màu sắc ở đây mình sẽ đổi theo cái màu sắc mà cái hình ảnh mà của các bạn sẽ chèn vào à, tương tự như vậy là các biểu tượng icon này chúng ta cũng sẽ giữ phím ctrl các bạn chọn xong các bạn vào phần shape fill chúng ta sẽ đổi màu cho các biểu tượng này. Các điểm nút tròn này cũng tương tự như vậy. Và các đường viền, các bạn cũng có thể thay đổi cái màu sắc của đường viền. Chúng ta muốn chọn các đối tượng này thì các bạn chỉ việc giữ phím Ctrl và chúng ta chọn vào đối tượng. Chúng ta sẽ thay đổi luôn màu cho đường viền. và như vậy là các bạn đã thấy là trên màn hình các bạn đã có một cái mẫu CV với cái màu sắc nó uh, nó tương đồng với cái màu trang phục uh, của cái bạn nữ đang có trong hình ảnh này thì nó sẽ tạo ra cái sự chuyên nghiệp hơn và màu sắc nó cũng sẽ hài hòa hơn khi mà các bạn làm cái mẫu CV của các bạn uh, tương tự như vậy là đối với một cái mẫu CV của một bạn nam giới này thì các bạn chỉ việc là chọn vào hình ảnh các bạn nhấn nút delete đi thì nó sẽ hiện ra một cái form để chúng ta chèn hình ảnh vào các bạn chỉ việc click chọn vào đây chọn cho mình một cái hình ảnh của bạn nam giới này sau đó chúng ta sẽ ấn vào phần crop chúng ta sẽ phóng to cái đối tượng này ra để thay trèn hình ảnh vào đây đó và các bạn chỉ việc là thay đổi lại cái màu sắc để cho nó đồng nhất với cái trang phục của cái uh, của cái bạn mà của cái hình ảnh này đó và tương tự như vậy thì ở phía bên dưới này cũng sẽ là các mẫu cv và các bạn có thể hoàn toàn là tùy biến được các đối tượng như trong này như là thông tin cá nhân trình uh, độ học vấn đó tiếp theo là các bạn uh, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xuất uh, một cái mẫu cv này Thế ví dụ là các bạn muốn xuất một cái mẫu cv số 3 này các bạn sẽ chọn ở phía bên trái này sau đó các bạn vào thẻ file click chọn cho mình cho phần export này chúng ta sẽ chọn là trên file tip các bạn chọn csv uh, chúng ta sẽ chọn uh, một cái thư mục để chúng ta lưu uh, ví dụ đây là cv của Tuấn Anh. Và các bạn trong phần uh, uh, save a step này các bạn chọn cho mình là phần JPG nhé. Đuôi định dạng của nó là JPG là dạng hình ảnh. Tiếp tục là các bạn ấn save. Các bạn chọn cho mình là just this one này là chúng ta sẽ xuất một cái file mà chúng ta đang chọn thôi. Và chúng ta quay trở lại màn hình thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái mẫu CV của Tuấn Anh ở đây. Và như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để nhận cái để các bạn nhận một cái mẫu CV cũng như là tùy biến tùy chỉnh màu sắc và xuất file, xuất một cái bản CV để các bạn gửi cho nhà tuyển dụng. Thì toàn bộ 6 cái mẫu CV này mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả của video thì các bạn có thể tải về và sử dụng để cho công việc của mình cũng như là việc gửi cho nhà tuyển dụng. Xin chào và cảm ơn các bạn.